Hello tất cả các anh em thợ nhôm kính nhá. Đây là nhôm PMA hệ thủy lực. Màu nhôm là màu nhôm xám đá nhá. Thì phải nói là cái màu nhôm này rất là đẹp. Sơn thì bảo hành 15 năm. Khung bao thì là rộng 22 phân và dày 5,5 cm. Bản cánh là 18 nhân với 5,5 cm. Nhôm thì nó cũng là dày 2 mm thôi, nhưng mà khung bao của nó có thêm cái đường gân tăng cứng ở giữa nha. Cái này là đặc điểm của nó là ốp viền cánh nó liền luôn nhá, thành ra là khi mình phay là hơi khó đấy, phải phay hai hai lớp. Nhiều máy CNC cũng không phay được cái loại này mà đòi hỏi phải có cái loại máy là cái bộ gá của nó rộng ra và có thể là phải di chuyển được thì mới lắp được cái mới mới phay được cái khóa bản này. Thì cái khuôn bao này nó có cái gân tăng cứng ở giữa nhá, thành ra là khi mình làm ngõng là mình phải đặt lệch sang một một chút. Cái ngõng chế này thì mình đặt lệch sang một chút đấy, tính từ cái gân hất sang. Sau này sập dự kính mình cũng bắt lệch sang theo cái chiều ngõng này nhá. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Thì cái tim ngõng này là mình đang để là 10 phân nhá. Mấy con vít bắt ngõng này của mình là đều là bắt chìm xuống nhá. Mình pha rê nhôm đi một tí rồi là mình bắt nó chìm xuống thì cái nắp chụp của nó sẽ không bị cộm. Mà không hiểu sao khuôn bao của PMA thì có gân tăng cứng mà cánh thì họ lại không làm gân tăng cứng. Cái gân tăng cứng ở giữa thì chỉ cần mỏng thôi, nhưng mà nó có tác dụng rất là tốt. Mà nói về hệ thủy lực, cái bản nó rộng như này thì tốt nhất là phải có một cái gân tăng cứng ở giữa thì mình cắt nhôm nó mới không bị móp được nhé. Cái bản rộng nhôm nó 18 cm mà nhiều khi kẹp hoặc là trong quá trình vận chuyển va đập gì đấy nó võng cái nhôm, là lúc đó là mình cắt là có 45 độ chuẩn chỉ thì nó vẫn cứ bị có cái độ hở ở giữa, tại vì nó võng xuống mà. Đấy là cái điểm trừ của cứ những cái loại mà cánh bản rộng mà không có cái gân tăng cứng liền ở giữa. Thông qua đây thì mình cũng góp ý cho các nhà sản xuất nhôm thủy lực này, nên cho một cái đường gân tăng cứng liền ở giữa nha, để chống bị võng nhôm nha. Nói chung là cắt cánh thủy lực này là cũng phải luôn luôn là cẩn thận, chú ý mình sẽ kẹp lai qua một cái miếng đệm nha. Cái miếng gỗ ấy, to bản mình đặt vào cái kẹp thì nó mới không bị võng cái điểm giữa của cái bề mặt nhôm. PMA Platinum. Đấy, cái góc cửa này có một cây là mình phát hiện nó bị lõm, lõm cái bề mặt ở đầu cây ấy. Thì mình phải bẩy nó ra, cho nó phẳng lại bình thường trước khi mình cắt chéo nha. Chứ không là hỏng ngay cái góc đấy. Đây thì mình làm cho một bạn ở Mỹ Đức, Hà Nội. Bạn ấy về bạn ấy tự làm kính nha. Kính hộp nan đồng. Đấy, chỗ mình màu gì cũng có nha. Anh em có đơn thì cứ gửi nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo theo dõi.